cùng các bạn đi tô màu nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô màu nào. Trước khi đi tô màu, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn nha. Chị cảm ơn.
thừa góc quá. Vậy là mình đã tô màu xong nha các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô màu nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô màu nào. Trước khi đi tô màu, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, chúng mình cùng đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn nha.
Chị cái mẹ đang thử gọc quá. Vậy là mình đã tôm vào xong nhé các bạn.